Quý khán giả đang tiếp tục với phần 2 của chương trình tin tức tổng hợp của đài IBC qua phần trình bày của sứ ngôn viên Linh Trịnh và Tuyết Nha. Thưa quý vị, chúng ta tới với bản tin tiếp theo liên quan tới Manila, Philippines. 11 người tử vong sau khi hỏa hoạn đã phá cả tòa nhà ở khu phố tàu Manila. Thưa quý vị, một vụ hỏa hoạn bùng phát thiêu rụi một phần tòa nhà dân cư và thương mại 5 tầng tại khu phố tàu Manila, thủ đô Philippines vào thứ Sáu, khiến ít nhất 11 người tử vong. Sở cứu hỏa địa phương xác nhận 11 người thiệt mạng sau khi họ bị mắc kẹt bên trong tòa nhà bị thiêu rụi bởi đám cháy bùng phát trước 7 giờ 30 phút theo giờ địa phương. Lính cứu hỏa mất 2 tiếng đồng hồ để dập tắt đám cháy. Người dân địa phương nói với phóng viên tại hiện trường rằng bồn chứa khí hóa lỏng trong căng tin tầng 1 đã phát nổ gây ra hỏa hoạn. Tuy nhiên, cơ quan đang tiến hành điều tra chưa xác nhận được nguyên nhân vụ hỏa hoạn chết người này. Vào thứ Sáu, chính quyền địa phương cũng tưởng nhớ những nạn nhân trong vụ hỏa hoạn và công bố kế hoạch tiến hành kiểm tra phòng cháy chữa cháy đối với tất cả công trình trong nhà, đặc biệt tập trung vào những tòa nhà được xây dựng cách đây hơn 15 năm. Nghị quyết cải cách của Trung Quốc vạch ra lộ trình cải cách tài chính, thuế sâu hơn nữa. Các hệ thống thuế và tài chính ở Trung Quốc đang trên con đường vững chắc tiến về phía trước với việc thông qua nghị quyết về việc tiếp tục cải cách toàn diện để thúc đẩy hiện đại hóa Trung Quốc, các chuyên gia cho biết. Nghị quyết đã được thông qua tại phiên họp toàn thể lần thứ 3 của Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc khóa 20, được tổ chức tại Bắc Kinh từ ngày 15 đến ngày 18 tháng 7 năm nay. Với cải cách cơ cấu kinh tế là mũi nhọn, nó lập kế hoạch cải cách toàn diện trong nhiều lĩnh vực và khía cạnh khác nhau, đưa ra hơn 300 biện pháp cải cách quan trọng. Tất cả đều liên quan đến cải cách ở cấp độ hệ thống, cơ chế và thể chế. Các chuyên gia hàng đầu trong nước đã chia sẻ quan điểm của họ về cách nghị quyết nhắm mục tiêu vào hệ thống thuế và tài chính. Thưa quý vị, tay đua Tanak đã bị loại khỏi Rally Finland, còn Rovan Pera dẫn trước một chút. Tay đua phụ của Ott Tanak và là Martin Havelhaar đã được đưa tới bệnh viện kiểm tra y tế sau khi Tanak đã lật chiếc Hyundai của mình chặng thứ hai của Rally Finland vào ngày 20 tháng 8. Trong điều kiện thời tiết mưa như trút nước, tay đua người Latvia không hề bị thương trong vụ tai nạn. Tay đua Toyota Takamoto Katsuta của Nhật Bản cũng gặp trục trặc khi tông vào cái cây làm hư hệ thống treo sau của xe ở chặng SS5. Sau chặng này, chặng đua cuối cùng trong 4 chặng vòng buổi sáng quanh Jyväskylä, tay đua được yêu thích nhất là Kalle von Rovan Pera dẫn trước 0.2 giây so với đồng đội xứ Wales là Alfin Evans của Toyota. Sebastian Ogier của Pháp lái Toyota đứng thứ 3, chỉ chậm hơn 2.8 giây. Trung Quốc, Indonesia bảo đảm hoạt động chất lượng cao của tuyến đường sắt cao tốc Jakarta-Bandung. Trung Quốc sẵn sàng hợp tác với Indonesia để bảo đảm hoạt động chất lượng cao của đường sắt cao tốc Jakarta-Bandung và tiếp tục thực hiện hợp tác trong đào tạo nhân tài, chuyển giao công nghệ và các khía cạnh khác. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lin Chan cho biết tại cuộc họp báo ở Bắc Kinh vào ngày thứ Sáu. Lin đưa ra những phát biểu này để đáp lại một báo cáo rằng tài xế Indonesia hiện có khả năng lái tàu cao tốc với tốc độ 350 km/h. Lin cho biết kể từ khi tuyến đường sắt cao tốc Jakarta-Bandung khánh thành thành công vào năm ngoái, các đội của cả hai bên đã tiến hành hợp tác toàn diện trong hoạt động và quản lý đường sắt cao tốc, đào tạo nhân tài, chuyển giao công nghệ và các khía cạnh khác. Theo như chúng tôi biết, hiện tại, đội ngũ vận hành đường sắt cao tốc của Trung Quốc đã hoàn thành khóa đào tạo trình độ cho đợt đầu tiên, gồm hơn 160 học viên, bao gồm cả lái tàu cao tốc người Indonesia và các vị trí khác. Chúng tôi rất vui mừng khi Indonesia hiện có đội ngũ kỹ thuật đường sắt cao tốc của riêng mình. Đây không chỉ là hình ảnh thu nhỏ sống động của sự hợp tác cùng có lợi và cùng có lợi giữa Trung Quốc và Indonesia, mà còn là sự diễn giải về khái niệm tham vấn sâu rộng, đóng góp chung và lợi ích chung được sáng kiến vành đai và con đường ủng hộ. Trung Quốc sẵn sàng hợp tác với Indonesia để đảm bảo hoạt động chất lượng cao của đường sắt cao tốc Jakarta-Bandung và biến nó thành con đường dẫn đến thịnh vượng, hạnh phúc và an toàn. Việt Nam và Philippines lần đầu tiên tập trận chung ở Biển Đông. Thưa quý vị, Hải quân Việt Nam cho biết tàu tuần duyên của họ trên đường tới Philippines tham gia tập trận chung và đây là sự hợp tác đầu tiên như thế giữa hai nước đang có tranh chấp với Trung Quốc ở Biển Đông. Trong chuyến thăm vào tháng 1 của Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos Jr.,
hai nước đã thống nhất tăng cường hợp tác tuần duyên ở Biển Đông và giải quyết những trục trặc trên biển một cách hòa bình. Cảnh sát biển Việt Nam đã nói trong thông báo, tàu CSB 8002 của Bộ Tư lệnh Vùng 2 xuất phát vào ngày 30 tháng 7, đưa đoàn cảnh sát biển Việt Nam đến giao lưu, thăm hỏi, chia sẻ kinh nghiệm với lực lượng bảo vệ bờ biển Philippines. Những hoạt động này có ý nghĩa chính trị sâu sắc, góp phần tăng cường bang giao, hiểu biết, tin cậy lẫn nhau giữa hai bên. Khái niệm Air Taxi gần hơn với thực tế khi máy bay eVTOL hoàn thành chuyến bay thử nghiệm qua sông Dương Tử. Khái niệm taxi hàng không có vẻ như mang tính tương lai, chuyên chở mọi người qua các thành phố đã gần hơn với hiện thực vào hôm thứ Năm, khi một máy bay cất cánh và hạ cánh thẳng đứng không người lái, chạy bằng điện đã hoàn thành thành công chuyến bay qua một đoạn sông Dương Tử ở Nam Kinh, miền Đông Trung Quốc. Chuyến bay thử nghiệm dài 25 km, kéo dài khoảng 10 phút và đánh dấu lần đầu tiên một máy bay eVTOL nặng hơn 1 tấn bay qua sông Dương Tử, tuyến đường thủy dài nhất của Trung Quốc. Chiếc máy bay eVTOL có vẻ ngoài bóng bẩy này tự hào có sải cánh 15m, chiều dài thân máy bay là 11m và chiều cao khoảng 3.5m, có thể chứa tối đa 5 hành khách. Nó có sức chứa tối đa gần 500 kg. Nó được phát triển bởi một công ty khởi nghiệp có trụ sở tại Thượng Hải có tên là Autoflight. Những người cho biết thiết kế của họ có thể trở thành một lựa chọn vận chuyển khả thi và giá cả phải chăng cho khách du lịch hoặc những người đi làm muốn tránh xa tình trạng tắc đường trong thành phố. Kính thưa quý vị, bản tin vừa qua cũng kết thúc chương trình tin tức tổng hợp sáng hôm nay thứ hai đầu tuần của đài IBC do xứ ngôn viên Linh Trình và Tuyết Nha phụ trách trình bày. Chúng tôi xin chân thành cảm ơn tất cả quý vị đã quan tâm đón xem và ủng hộ. Cảm ơn những cơ sở kinh doanh thương mại đồng hành bảo trợ cho đài. Đặc biệt IBC Home Shopping với rất nhiều sản phẩm dược thảo đến từ thiên nhiên chăm sóc sức khỏe cho cả gia đình. Mọi thông tin chi tiết xin mời quý vị liên lạc về 714-892-5717 hoặc quý vị có thể shop online qua trang mạng ibchomeshopping.com. Vâng, Tuyết Nha và Linh Trịnh xin trân trọng kính chào và kính chúc cho quý vị một ngày mới, tuần mới vô lượng an lạc.